Cảm ơn ông đã dành thời gian cho chương trình của chúng tôi ngày hôm nay. Thưa ông, cùng nhìn lại năm 2022, vậy ông đánh giá như thế nào về hoạt động du lịch giữa Việt Nam và Hàn Quốc trong năm vừa qua? Trong năm 2022, tôi đánh giá 6 tháng đầu năm, du lịch giữa hai nước chưa sôi động. Tuy nhiên, 6 tháng cuối năm, khi du lịch bắt đầu mở cửa trở lại, thì du lịch giữa hai quốc gia đã trở nên sôi động hơn. Trong năm 2022, lượng khách Việt Nam đến Hàn Quốc đạt 180.000 người. Ở chiều ngược lại, trong năm 2022, đã đạt 800.000 người. Tôi đánh giá, đây là nỗ lực lớn của ngành du lịch hai nước. Thưa ông, trong năm 2022, khách Hàn Quốc đến Việt Nam chiếm tới 26% tổng lượng khách quốc tế đến Việt Nam. Vậy theo ông thì vì sao Việt Nam trong những năm gần đây lại là điểm đến yêu thích của người Hàn Quốc? Trong thời gian gần đây, giữa thị trường du lịch hai nước có sự trao đổi lớn. Tôi đánh giá lý do chính là do giữa hai nước hiện các đường bay đã được khai thác nhiều hơn, không chỉ ở thành phố Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh, mà còn ở Đà Nẵng, Nha Trang và các thành phố khác. Đi lại thuận tiện nên dễ dàng đi du lịch. Lý do thứ hai là những năm gần đây có nhiều chương trình truyền hình và truyền thông về du lịch Việt Nam, nên người Hàn Quốc muốn đến tận nơi trải nghiệm ẩm thực và phong cảnh Việt Nam. Vâng, như ông vừa chia sẻ thì ở chiều ngược lại, người Việt Nam cũng rất thích đi Hàn Quốc du lịch. Vậy trong năm qua thì chúng ta đã có những hợp tác như thế nào để tạo điều kiện tốt nhất cho lĩnh vực du lịch được phát triển giữa hai nước? Năm 2022 là năm kỷ niệm 30 năm quan hệ ngoại giao Việt Nam-Hàn Quốc. Chúng tôi và các cơ quan khác của Hàn Quốc cũng tổ chức nhiều chương trình. Tháng 12 vừa rồi, chúng tôi đã tổ chức lễ hội văn hóa du lịch Hàn Quốc năm 2022 tại Việt Nam và ký kết với Tổng cục Du lịch Việt Nam để thúc đẩy hoạt động du lịch giữa hai quốc gia. Tôi hy vọng rằng trong thời gian tới, du lịch giữa hai quốc gia sẽ tiếp tục phát triển. Thưa ông vừa chia sẻ thì trong năm 2023 có rất là nhiều thuận lợi, tuy nhiên cũng có nhiều khó khăn. Vậy chúng ta cần phải chuẩn bị những gì để thích ứng với điều kiện mới hiện nay? Năm 2023, chúng tôi đã chuẩn bị rất nhiều kế hoạch để thúc đẩy phục hồi sau dịch. Trong những tháng đầu năm, chúng tôi sẽ tổ chức lễ hội nghệ thuật biểu diễn của Hàn Quốc ở Việt Nam, có nhiều địa điểm đẹp như là Đà Nẵng hay Quy Nhơn. Tuy nhiên, chưa nhiều người Hàn biết đến những địa điểm này. Chúng tôi sẽ quảng bá các địa điểm này, cũng như các điểm đến khác tại Hàn Quốc mà chưa nhiều người Việt biết đến. Hàn Quốc và Việt Nam có nhiều nét tương đồng giữa văn hóa và kinh tế. Năm nay chúng tôi nhận thấy rằng thị hiếu của du khách đi du lịch cũng đang thay đổi. Đó chính là việc du khách quan tâm hơn tới việc đi du lịch an toàn, nên chúng tôi sẽ tập trung vào điều này. Ngoài ra cũng giống xu hướng du lịch xanh, du lịch bền vững với môi trường và xã hội, Hàn Quốc cũng sẽ tập trung phát triển theo xu hướng này. Để làm được điều này, chúng tôi sẽ quảng bá tới du khách Việt Nam những sản phẩm du lịch xanh, bền vững mới. Thưa ông, một số sân bay tại Hàn Quốc hiện nay thì đang miễn visa nhập cảnh cho người Việt Nam. Ông có thể chia sẻ rõ hơn về thông tin này cho khán giả truyền hình được biết. Trong năm 2022, bắt đầu từ ngày 1 tháng 6, chính phủ Hàn Quốc đã bắt đầu chính sách miễn visa cho khách tại sân bay quốc tế Yangyang và Jeju. Tại sân bay Jeju, hành khách chỉ cần hộ chiếu có thể nhập cảnh. Còn ở Yangyang, du khách phải đi theo đoàn từ 5 người trở lên và bắt buộc phải đi thông qua công ty du lịch. Khi du khách nhập cảnh tại Yangyang, du khách có thể đi đến Seoul hay các thành phố khác trong 15 ngày. Trong năm 2022, lượng du khách nhập cảnh tại Yangyang là gần 5.000 người, trong đó du khách của Việt Nam đã chiếm hơn một nửa. Người Hàn và người Việt đều đón Tết âm lịch, vậy ông có lời chúc nào muốn gửi tới người dân Việt Nam trong dịp này, thưa ông? Theo tôi thì năm 2023 là một năm rất triển vọng. Có một điểm thú vị là ở Hàn Quốc, Trung Quốc, Nhật Bản thì năm 2023 là năm con thỏ, còn ở Việt Nam thì là con mèo. Tôi cũng vừa được biết về điều này mới đây và cảm thấy sự khác biệt văn hóa này rất là thú vị. Tôi mong rằng trong năm 2023 sẽ có thêm nhiều khách du lịch Việt Nam lựa chọn Hàn Quốc là điểm đến cho chuyến du lịch của mình. Tôi kính chúc mọi người dân Việt Nam một năm mới hạnh phúc. Chúc tất cả mọi điều ước của mọi người sẽ trở thành sự thực. Chúc mừng năm mới. Vâng, cảm ơn ông vì những thông tin vừa rồi.